Mỗi khi chúng ta yêu, ai cũng khát khao muốn đối phương dành tình cảm tuyệt đối cho mình mà thôi. Cũng có lúc vì quá yêu mà nhiều người có những hành động kiểu như là kiểm soát người yêu của mình quá là lớn, kiểu như là kiểm soát 24/24 đó. Vậy thì bạn đừng để bản thân của mình trở thành người có tính chiếm hữu cao trong tình yêu. Hãy cùng Thu Hà xem hết video để tìm hiểu chủ đề này. Tính chiếm hữu trong tình yêu là gì? Nếu bạn yêu một người nào đó mà lại muốn người ấy ở bên cạnh 24/7, khi không ở bên cạnh nhau thì bắt đầu bạn thấy nghi ngờ, tưởng tượng những cái chuyện không đúng, luôn lo sợ rằng đối phương sẽ phản bội mình này, yêu một cách điên cuồng mà không để cho đối phương có một cái không gian riêng, không thích họ gặp gỡ ai, đặc biệt là người khác giới. Đó chính là cái tính chiếm hữu cao trong tình yêu. 2. Những hệ lụy tính chiếm hữu thể hiện trong tình yêu. Họ tự tạo cái rủi ro cho mối quan hệ của chính mình. Chính bởi vì là họ lo sợ bị phản bội mà bạn không muốn người yêu của mình gặp gỡ bất kỳ ai, đặc biệt là người khác giới. Thế nhưng bạn cần biết, để có một cuộc sống trọn vẹn ngoài tình yêu thì bạn vẫn luôn cần những cái mối quan hệ xung quanh. Sự cấm cản cũng kiểu như thái độ của bạn sẽ khiến đối phương dần che giấu những cái mối quan hệ khác. Khi bạn phát hiện ra thì lại đổ lỗi cho họ, buộc tội họ như là một kẻ lừa dối, vào mối quan hệ sẽ dần dạn nứt dần. 2. Sự ích kỷ sẽ kiểm soát tình yêu khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Có một số người khi yêu sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Bạn luôn muốn họ phải làm theo ý của mình, đổ lỗi cho đối phương rằng không yêu nếu không đáp ứng những điều bạn mong muốn. Bạn áp đặt rằng đối phương buộc phải báo cáo những điều mình làm, đi đâu, mấy giờ về. Sự kiểm soát đầy ích kỷ này của bạn sẽ không trói được con tim đối phương, mà đôi khi còn khiến họ cảm thấy bị gò bó và muốn bỏ chạy. Chắc chắn đi, tin tôi đi, đừng có quá, thái quá. 3. Bản thân mệt mỏi vì những lo lắng không căn cứ. Tình yêu là sự tự nguyện, bạn không thể ép buộc được người khác có những cái hành động yêu thương mình, mà chỉ có thể tin tưởng đối phương mà thôi. Đừng biến tình yêu của bạn trở nên buồn bã, nhiều trách hờn cãi vã chỉ vì những cái lo lắng vô căn cứ của bạn. Đối phương nói yêu bạn có nghĩa là họ đã chọn bạn, muốn ở bên cạnh bạn. Vậy nên hãy yêu hết mình và dành cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối các bạn nhé. Và tính chiếm hữu tốt hay xấu? Thực ra tính chiếm hữu trong tình yêu chỉ xuất hiện khi tình yêu quá lớn. Vậy nên nếu cái sự chiếm hữu vừa đủ thì đó chính là một gia vị ngọt ngào cần thiết trong tình yêu. Quan tâm cũng là một chút ghen tuông sẽ giúp cho đối phương cảm thấy được tình yêu của bạn vẫn dành cho họ. Tuy nhiên sự ghen tuông chỉ ở mức vừa phải, nên hành động quá đáng. Mình đã từng được nghe câu nói: nếu hai người yêu nhau đi hết một vòng trái đất rồi họ lại trở về bên nhau. Vậy nên vì thiếu tự tin về bản thân của mình mà khiến cho mối quan hệ trở nên ngột ngạt, nặng nề bạn nhé. Hãy nhớ rằng tình yêu là sự tự nguyện mà bạn không thể ép buộc, càng không thể kiểm soát đối phương. 4. Sự khác biệt giữa tính chiếm hữu và tình yêu đích thực. Đây là vấn đề. Sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và tính chiếm hữu. Khái niệm của tình yêu và tính chiếm hữu hoàn toàn khác nhau. Nếu như tình yêu là sự gắn kết ấm áp, hết lòng với người mình yêu, thì tính chiếm hữu lại là cảm giác dại dột hoặc là yêu điên cuồng, khát khao để có thể chiếm hữu một ai đó. Về cơ bản, tình yêu đích thực sẽ được hình thành từ sự gắn kết sâu đậm đáy lòng của cả hai. Trong khi đó, tính chiếm hữu lại mang đến cảm giác bất an, lo lắng, sợ đánh mất đối phương. 4. Những thể hiện của
của tính chiếm hữu trong tình yêu. Theo tiến sĩ Larkin, giáo sư, nhà trị liệu tâm lý, chuyên gia về tình yêu tại New York, đã từng nói rằng tính chiếm hữu sẽ thường xảy ra vào giai đoạn đầu của mối quan hệ. Ông chia sẻ rằng tính chiếm hữu thể hiện rõ ràng bởi cái cảm giác thích thú, nhớ nhung. Đồng thời, nó thường đi kèm với cảm giác khát khao có được tình cảm đầy mãnh liệt lớn dần với một người nào đó. Ngược lại, tình yêu đích thực lại là một sợi dây liên kết mãnh liệt. Khi bạn thật lòng yêu một ai đó, bạn sẽ biết được những tính cách cũng như quan điểm cá nhân của họ. Bạn cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn để mở lòng. 5. Liệu tính chiếm hữu có thể trở thành tình yêu đích thực được hay không? Liệu rằng tính chiếm hữu có thể trở thành tình yêu hay không? Đấy cũng chính là câu hỏi có lẽ là nhiều người thắc mắc. Một trong mối quan hệ được xây dựng trong một thời gian dài sẽ rất khó có thể nói được điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi bạn yêu một ai đó thì nên ngừng tìm kiếm những đối tượng khác. Bạn sẽ chỉ tập trung vào người đó mà thôi, bởi lẽ trong tình yêu có thời gian mới có thể trả lời được mọi thứ. Trên đây là những chia sẻ về tính chiếm hữu trong tình yêu và sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và tính chiếm hữu. Hy vọng những chia sẻ của Thu Hà sẽ giúp ích cho mọi người. Hãy theo dõi Thu Hà để biết nhiều thông tin và bổ ích hơn nữa mọi người nhé. Video của Thu Hà tới đây đã kết thúc rồi. Biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với Thu Hà. Hãy cùng Thu Hà xây dựng một cộng đồng văn minh, văn hóa, lịch sự, và chúng ta luôn trao giá trị cho nhau. Video của Thu Hà tới đây đã kết thúc rồi. Biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với Thu Hà. Nếu như mọi người thấy hữu ích, đừng quên tặng cho Thu Hà một nút đăng ký kênh cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để mọi người nhận được thông báo mỗi lúc Thu Hà ra video mới. Mọi đóng góp ý kiến mọi người có thể comment bên dưới để Thu Hà tiếp thu và tiếp tục làm thật nhiều video để trả lời mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.